Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 142, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài như sau. Kanguru có thể di chuyển, vừa chạy vừa nhảy với vận tốc 14 m/s. Tính quãng đường di chuyển được của kanguru trong 1 phút 15 giây. Cô giáo tóm tắt đề bài. Ta đã biết vận tốc V của kanguru là 14 m/s. Ta biết thêm thời gian di chuyển mà đề bài cho. Thời gian T là 1 phút 15 giây. Đề bài hỏi, quãng đường kanguru di chuyển được trong thời gian đó là bao nhiêu mét? Như vậy, nhìn vào tóm tắt, chúng ta thấy vận tốc có đơn vị là mét trên giây. Như vậy, chúng ta cần đổi số đo thời gian về số đo có đơn vị là giây để tương thích với vận tốc. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đổi số đo thời gian sang đơn vị đo là giây. Sau đó, ta tính được quãng đường bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 4. Đổi 1 phút 15 giây bằng 75 giây. Vậy quãng đường di chuyển được của kangaroo trong 1 phút 15 giây là? Ta lấy vận tốc nhân với thời gian 14 nhân 75. Năm nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 2 bằng 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 nhân 1 bằng 7, nhớ 2 bằng 9, viết 9. Cô cộng các tích 0 hạ 0. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1, 9 nhớ 1 bằng 10. Như vậy cô được kết quả là 1050 mét. Đáp số một nghìn không trăm năm mươi mét. Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 142, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!